đâu với chị. Em chia sẻ vô đây cho mấy chị qua đây coi vui chỗ vui. Qua đây coi luôn, có một trang một quanh. Ngồi coi luôn cho nó vui mấy chị. Ủa này. Ngồi tới đâu bụng ngắn tới đó mấy chị. Quá trở nên mập rồi. Bữa nay lên ký dù dù mấy chị. Em chia sẻ cho mấy chị vô mấy chị xem. Qua trang mới của em xem like có tương tác mấy chị. Tương tác cho trang mới của em cho nó vui mấy chị ơi. Cho trang mới em vui nhà vui cửa vậy, trang mới em nó buồn quá buồn mấy chị ơi. Gặp em đi qua trang mới xem cho nó thơm tủ cái trang của em mấy chị. Để coi cái trang nó chống lỏng chống liễu thương quá. Mấy chị nào vô like em, mấy chị cho em xin thả cho em trái tim với thả cho em nút like đi mấy chị yêu xinh đẹp của em. Mấy chị yêu xinh đẹp của em nha. Thả cho em trái tim với thả cho em nút like đi. Bữa nay em xả mấy bộ đồ mà lẻ size á. Bé trai bé gái bữa nay em xả đồ lẻ size bé trai bé gái. Mấy chị muốn lên hàng mới cũng có hàng mới luôn nha mấy chị yêu của em nha. Muốn hàng mới cũng có hàng mới nha mấy chiêu. Muốn hàng mới cũng có hàng mới ạ. Vô xem livestream chỗ vui mấy chị. Đem chia sẻ cho qua xem chỗ vui. Qua cho có cái trang cho nó có tương tác với chị cho đỡ buồn với chị. Qua cho có tương tác rồi xong rồi mai mốt với chị muốn ở lại nào với chị mua đồ cũng được. Bây giờ em đang muốn tương tác cho cái like của em nó
Hello mấy chị đẹp của em ơi. Mấy chị qua chân mới, mấy chị bấm theo dõi em đi mấy chị. Chị đỡ buồn mấy chị. Vô xem like cho nó vui vui cho đỡ buồn mấy chị, đỡ buồn đỡ chán. Rồi bữa nay lên gì mấy chị, lên gì mấy chị cần lên, lên gì em lên cho mấy chị xem nha. Mấy chị cần lên gì? Ok chị yêu, ok chị yêu, để em lên liền cho chị yêu nha. Ôi vô cho em xin trái tim đi mấy chị, cho em xin nút like nút trái tim đi, lỡ Facebook nó có bóp tương tác á mấy chị, còn vô mấy chị thấy em. Nè đem lên áo nè, đây một cái áo này là xây, này là xây cái này là xây L đó, xây L rồi bé chị bằng được này chị Yến Như. Cái này là tầm 30kg đổ lên, 30kg đổ lên tới 40kg á. Cái form áo này nè mấy bé nó tròn tròn là 40kg mang đổ lại mang được. Thí dụ bé nào mà hơi gầy gầy thì khoảng 42kg mang được nha. 42kg mang được, 42-43kg mang được, rồi bé nào tròn tròn là 35-30kg, nói chung là từ 30kg tới 40kg mang ok nha. Mỗi đẹp lắm, màu sữa. Áo này thường em bán 69.000, bữa nay đầu ra em xả 59.000 cho mấy chị nha. 59.000 cái áo, 59.000 cái áo mấy chị yêu, 59.000 cái áo màu sữa đẹp tuyệt vời mà trời nha. 59.000 một cái áo màu sữa, 59.000 màu sữa, thích thì comment cho em màu sữa nha. 30kg lên tới 40kg nha, bé nào gầy gầy thì 45kg mang được luôn. Màu sữa, comment cho em màu sữa, comment cho em sữa nha. Sữa 59k. Mấy áo này bé chị mang được đó chị Như, 59k. Sữa nó có nhúng eo hay bến eo dễ thương lắm. Comment cho em sữa, thích màu sữa comment cho em sữa nha. Thích sữa comment cho em sữa. Một cái áo màu mía 59.000 luôn, màu mía ở dưới đây nó phối cái này nè. Cái này không quá dài, không quá ngắn, lỡ mà mấy bé mà hơi tròn tròn mà có chiều tròn có chiều ngang chút xíu bạn cũng không thấy nó bị dài, bạn nó cũng không có bị thấy nó bị lượm thợm á mấy chị. Nhiều khi mấy bé chị có nó có chiều ngang không có chiều dài, nó có chiều ngang á, cho nên bạn cái áo mà nó vừa dặn thì nó sẽ bị cái dài, còn riêng áo này bạn sẽ không bị dài. Màu mía 59.000 màu mía, 59.000 màu mía. Thôi xả đầu, thôi xả này luôn cho mấy chị 55 luôn đi, 55 luôn mấy chị. Đây 55 mà sữa 55, mía 55, 42 kg đổ xuống mang dừa nha mấy chị. 40-42kg đổ xuống mang dừa. Em xả 55.000 luôn mấy chị. 55.000 luôn. 55.000 luôn mấy chị. Mấy chị mua mấy cái áo này về xứng đáng đồng tiền lắm. 55.000. 55.000 mấy chị. 55.000. 55.000.
Mẫu này thì em có SML. SML ít 1X, 2X, 3X. Mẹ nào mà khoảng chừng 58kg đổ xuống mang chung với bé luôn nha. Mẹ 58kg đổ xuống mang chung với bé luôn. Áo không phải tay ngắn mà cũng không phải tay có tay mà cũng không phải sắc nách. Nó có thấy tay con này dễ thương mấy chị. Tay con này dễ thương nè. Tay con dễ thương lắm nha. Đầu lai luôn, áo này đầu lai em xả cho mấy chị. Em xả cho mấy chị 55.000 luôn đi. Em xả mấy chị 55.000 luôn. Không, mấy chị không có mua size cổ đâu mà áo mà xả size cổ mà 55.000 mấy chị. 55.000. Cái này bằng cũng mát mẻ lắm chị. Chị Yến Như, quất cái này chị Yến Như ơi. Cái này em có size từ bé từ 30kg cho tới 58kg mấy chị. Người lớn thì 58, ví dụ như bé nào tròn tròn thì phải chừng bé khoảng chừng 50-52kg là ok nha. Đây. Màu sữa dễ thương lắm. Này khá sắc nách không sắc nách mãi được. Nó phơm dài không dài, không ngắn không ngắn. Mấy cái áo này là bé chị bận ok rồi chị Yến Như. Tại vì bé chị có chiều ngang á, nên bận mấy cái này nó không có bị lượm thợm đâu. Tại này này dạng áo mà không phải lớp tớp, cũng không phải dạng ấy. Mà nói chung là cái dạng kiểu này chị thương lắm. Nó hút cái áo này ok nè mấy chị. Màu sữa xả 55.000 luôn mấy chị. Đầu la em xả 55.000 nha. Lỡ mà mấy ngày sau em bán giá nó hơi cao xíu mấy chị cũng đừng buồn em nha. Tại này em đầu la em xả đầu la mấy chị 55.000. Em gái có đầm cởi chị. Em gái có đầm cởi chị hộ. Gì đâu đầm hả? Không à, em không có đầm cởi chị á chị yêu. Tại em không có đầm cởi chị á. Người, đồ người lớn là em chỉ bán thêm thêm thôi. Em bán thêm thêm theo mấy bộ đồ bộ này kia nọ cho mẹ dễ. Mấy mẹ em sửa dễ mang á chị yêu. Đây áo này là 55-57kg nè mấy chị. Người lớn mình mang vừa nha. Em mang vừa á. Áo này 55-57kg mang đẹp luôn. Hàng Quảng Châu 55-57kg. Chị nào 55-57kg mang vô. Em có cái áo này như em có lấy một cái màu hồng. Đây 55-57kg mấy chị. Dễ thương lắm. Áo này 69.000, áo này Quảng Châu 69.000. Chị yêu ngọc vào trần á, em không có đầm á chị yêu. Tại vì mấy cái đồ thường thường đồ người lớn á là em bán giống như em bán chim thêm á mấy chị. Em bán chim thêm á. Em bán chim thêm thôi chứ em không có bán đồ người lớn. Tại vì em bán đồ người lớn là thêm mấy bộ đồ bộ thôi. Đây. Áo này dễ thương lắm, lớp tớp nè, 55-57kg nè mấy chị. Áo Quảng Châu này em bán 69.000 nè mấy chị. Em còn có một cái duy nhất nè mấy chị, hốt đi. Mấy chị ủng hộ bé đi mấy chị. 55-57kg mấy chị á, sao dễ thương không? Bạn này quất thêm cái quần jean đó là nhon đó chị, bận nhon lắm. Này 55-57kg là ok nha, dễ thương lắm. Em còn có một cái màu dứt 69.000 mấy chị. Áo này hỏi em bán tới 5, em bán tới 95.000 rồi đó. Áo này Quảng Châu em bán tới 95.000 rồi mấy chị mà cỡ mà 55kg, 56kg á. 55-56kg bạn hốt giùm em cái này nha. 55-56kg hốt giùm em nha. Em có một cái màu hốt giùm em. Mấy nay chị đi làm bữa nào vẫn chị đừng thấy em đi làm. Ok chị yêu, ok chị yêu. Ok chị yêu nha. Đây này thì em có xem mờ. Này em đeo màu đỏ. Màu đỏ nè mấy chị yêu, màu đỏ. Dễ thương không? Cái này em có xây tới 60kg nha mấy chị. Bé mặc được, người lớn mình mặc được. Bé thì tầm 40kg. Bé thì tầm 40kg, 45kg mang cái áo này, mang size M này. Mẹ thì bạn size 3X nha mấy chị. Mẹ 55kg bằng size 3X nè. Đây em, dễ thương lắm, có tay không có tay dễ thương lắm. Mình lấy áo đỏ đi chị. Áo đỏ hay chị ha, lấy cái đỏ này hay chị ha chị ha. Ok chị. Em bán mấy chị 55.000 luôn. Mấy chị nào mà có mấy chị bạn chung bé ở chị, mấy chị bạn chung nó cũng được mà. Mấy chị nào mà mạnh khoảng chừng 57-58-60kg cũng được. Bạn cái này thì ok, bạn cái này ok đó, đẹp mà.
Ok chị. 55. Em đang cầm size M. Em đang cầm size M. Em đang cầm size M á. Em đang cầm size M á chị yêu. Đây, đang cầm size M. Kiểu này cả ơi giống như kiểu bánh dê vậy. Em đang xài, em đang xài cầm size M. Bé chịu vừa á. M tương đương với 16 17 kiểu vậy á mấy chị, kiểu vậy á. Qua size cò á nó tương đương size cò á 16 17. M em nghĩ cái M chắc được rồi á. Em nghĩ M được á chị yêu. Em sợ L nó hơi to. Hay là chị muốn lấy L. Em lấy cái L cho chị xem ha. Nó xê nó nhích nhau tí xíu à. Nói chung là L với M nó nhích nhau tí xíu á chị. Đây L nè. Hay là chị muốn lấy L. Hay là lấy L cho thoải mái luôn. Đó, hay là chị muốn lấy L cho thoải mái luôn. Giống như kiểu em S là 15, em M là 16, giống như cái L này là 17 vậy đó. Kiểu vậy, giống như xem qua xe cò vậy. Hay là chị muốn lấy cái L cho thoải mái. Ok chị yêu. Ok chị yêu nha. Nè, bữa chị lấy cái này nè, bé chị băng dừa nè. Cái bữa cái 16 á. Cái này đẹp nè, lấy lại cái 16 đi cho bé chị đi. Cái này đẹp á, lấy lại cái 16 cho bé chị đi. Cái này em có xây tới 55 kg luôn nha mấy chị. Áo nè, em có xây tới 55 kg luôn nha. Xây số 19 là 55 kg mấy chị. Áo đẹp lắm. Áo này bữa nè lấy cái size, lấy cái size 16 cho bé chị đi chị Yến Như ơi. Áo này đẹp lắm. Ok chị. Nó cái mờ cái này đẹp. Cái này vải đẹp lắm. Em có size tới 55 kg luôn mấy chị, đừng hốt, phải hốt phụ em nha. Hốt phải giúp em. 69.000 cái áo mấy chị. Mấy chị về mấy chị quất thêm cái quần jean nữa. Dạ em lấy 16 chị yêu. Em lấy 16 á. Nè em lấy cái 16 nè. Lấy 16 hả. Em lấy 16 thôi nha. Em giờ em cũng đang đi săn áo về cho mấy chị đó, đang săn mà chưa có đó. 69. Cảm ơn chị yêu. Mẫu này em còn xây, em còn xây từ số 10 cho tới em còn đại cò á. Nói chung là từ 28 kg cho tới 58 kg, 28 tới 58. Nè. Dễ thương không? Cái này xem 15 nè, mã to nè. Cái này phơm to lắm nha. Cái này phơm to lắm. Cái này về quốc thêm cái quần jean vô nữa mà má ơi. À, dễ thương lắm mấy chị, hốt đi mấy chị.
Em có năm em mới bán mấy chị cái áo này size nè má. 59 69 mấy chị. 59 69. 59 69. Size tới 58 kg luôn nha mấy chị. Tới 58 kg luôn nha, 59 69. 59 69. 59 69 mấy chị. Có tới Sài Gòn luôn á. Đây em lấy mấy cái áo Quảng Châu lẻ em like mấy chị yêu nha. Mấy áo Quảng Châu dễ thương lắm. Đây 69.000. 40 kg sổ xuống măng dừa. Nói chung là em một măng dừa mà, như bé bé thì nó tròn tròn thì 45 kg, nói chung 45 kg đổ xuống măng dừa. Tại người lớn mình nó khác, còn con này nó tròn tròn khác mấy chị. Đây 69.000. Cái áo này bữa hổm là Quảng Châu này em bán là hình như 89.000 cái thôi, bữa nay em lấy 69.000. À áo tím này hả, cái này cũng tím á, nhưng mà cái này nó in tím này nó in. Em kiếm xe 15 kia. Tím in này cũng đang hot á, nên kiểu em có size từ 28 kg tới 40 kg. Áo này em sale 59.000. In nguyên cái màu sơn cái này đẹp lắm. Đây. Mấy chị bây giờ cái đang cái màu in này nè mấy chị, đang hot luôn mấy chị. Có mấy cái đồ mà hàng thương hiệu mấy chị nó giờ lên mấy này hot lắm. Em xem mấy cái áo này, em sao cái áo là 59.000 luôn. Em có size từ 28 kg tới 42 kg, 28 tới 42 kg. Hình con khủng long ở đây dễ thương lắm. Ở trên vải thun cu tông bình thường, còn ở dưới đây nó vải nó in, cái này nó in á, nó in đẹp. Vải này thì đẹp nhưng có cái khúc màu dưới đây nó in á thì nó sẽ không co giãn lắm, nhưng mà em bảo đảm chị in màu in của nó tốt, màu in của nó tốt cực kỳ. Nếu mà cái màu in của nó mà nó không tốt á, mấy chị kéo ra là nó sẽ có cái lằn, còn áo của em kéo ra không có lằn. Em đang cầm size số 15 á chị. Em đang cầm size số 15 á. Ở trên đây là thun nha, ở trên đây thun cô tông. Còn trên đây là in. Dưới đây nó in thì nó hơi cứng hơn chút, tại vì đang làm cái màu hot này, màu in hot này nè. Cho nên cái màu in này nó sẽ cứng một xíu nha chị nha, cái nó không có mềm giống như cái vải cô tông trên đây, tại vì cái này nó in mà. Nó in nguyên cái ấy mà đẹp lắm. Nói chung là nó này đẹp. Em bán hàng cho đổi trả thoải mái mà chị yên tâm đi, về chị không thật là thấm thấy mà không cái này có xe 15 lớn nhất rồi chị. Nhưng mà phơm này cũng to lắm. 15 này phơm này to chị. 15 phơm này to á. Áo 16 à, đây em đang áo này thì không có 16, cái này có 15 à. Ok chị. Áo này hồi 39 á, bữa nay xả còn 59 á. Nè, chị lấy mấy cái áo này về cho bé bạn này dễ thương lắm. Đây. Áo hàng Quảng Châu nha. Tay bèo. Thấy mấy chị thấy bèo không tiểu thư không? Tay bèo tiểu thư không? Nhưng mà em bảo đảm với chị, bé bạn cái này không có bị lượm thộm. Thiệt luôn, không có bị lượm thộm. Hàng này là hàng Quảng Châu. Bé bạn cái áo này không bao giờ lượm thộm, tại vì nó không có dài lắm, cho nên bạn sẽ không bao giờ lượm thộm. Chị về chị bận chị phơm này, chị biết liền phơm Quảng Châu, bận vô cái này chị biết đẹp liền. Đây ở sao lên nè, đơn giản, vải mềm mịn lắm. 69.000 Quảng Châu, bữa nay là em bán gì, làm bán giá ấy đó. Bình thường em bán áo là tới 89 lận, bữa nay em bán 69 nha, em xả còn 69 đó. 45 kg đổ xuống 69.000. Thường thường em bán này tới 89 lận, bữa nay em ấy đó, bữa nay em giảm giá đã còn 69.000 rồi đó. 69.000. Chứ bữa em bán mấy hàng Quảng Châu này 89.000 đó. Nó là đẹp lắm. Bạn cái này là bé chị bạn không có bị lộn thộm đâu. Hàng này hàng Quảng Châu dễ thương lắm. Quảng Châu là mấy chị thôi, phơm rồi đẹp.
thích thì comment hồng cho em nha. Thích hồng comment hồng cho em. Chang cái tay giống vậy luôn á nè. Mà màu cam nó sao đi, in hình khác nha. In hình nè, ở đây làm cái bông tai thiệt luôn á. Dạ, chạy xe về đi chị. Nè, in hình đẹp lắm, dễ thương lắm. Cái này đẹp nè. Ok ok chị yêu, ok chị yêu. Đây, dễ thương lắm. Cái này là 45kg đổ xuống măng vườn đó chị. 45kg đổ xuống măng vườn nha, đẹp lắm. 69.000. Bằng mấy cái tay này á, nó tiểu thư lắm, bánh bèo lắm. Tiểu thư bánh bèo lắm. Cái dễ thương nữa. Đây bữa nay anh xả mấy cái set này cho mấy chị dễ thương quá. Em làm lấy set số 1. Cái này em có từ 8kg cho tới 8kg cho tới 16kg. 8kg tới 16kg. Không đẹp không bằng tiền. Đây cái thế mình đang cầm là 8kg đó mấy chị. Một cái áo, một cái áo thun dễ thương không. Thun ha. Phối thêm một cái chân quấy. Chân quấy đằng sau nó có co giãn. Chân quấy đuôi cá. Trời ơi nó dễ thương. Cái này mấy bé mà nhỏ nhỏ bận vô cái nhất cái đắt luôn mấy chị. Ở trong có chip nha mấy chị. Đây ở trong có chip nha. Ở trong có chip nha. Ở trong có chip hết nè mấy chị. Nhìn nó dễ thương nè, em phối lên cái mới nhìn chị, mấy chị nhìn cái nhất cái nách luôn. Cái này em có 8kg tới 16kg mấy chị. 8kg tới 16kg. 16kg, 8kg tới 16kg mấy chị không? Dễ thương chưa? 8kg tới 16kg. 89.000 mấy chị, thấy rẻ chưa? 89.000. Còn mấy chị mua không thì cái áo này như 49. Cái chân quấy là 49 hay sao á? 49 với 49 hay sao? Còn mấy chị mua rời thì áo 49 cái chân quấy 49. Còn là nhiêu? 49 là chín mấy ngàn set rồi. Chị mua cặp này 89.000. Là chị mua cặp thì nó ngợi hơn mỗi thứ gần 5.000 á. Mua cặp thì ngợi hơn mỗi thứ gần 5.000 mấy chị. Đây, 89.000 cặp này mấy chị. Vừa một cái chân quấy trong có chip luôn. Vừa một cái áo dễ thương ghê chưa? Thiệt luôn, dễ thương cực kỳ luôn chà. Dễ thương ghê thiệt. Dễ thương lắm mấy chị mà comment không thấy em trả lời mấy chị comment lại nhiều lần đi nha, nhiều khi em bị đứng comment đó mấy chị. Này dễ thương không? Em để cho mấy chị xem nè. Thốt mấy chị, bộ này dễ thương lắm. Tám mươi chín ngàn cái set này quá trời đẹp luôn. Mua ghề thì áo 49, chân quấy 49 hay chân quấy 59 thôi, chân quấy 49 hay 59 vậy mà coi như 49 thì giờ tính cái quấy đơn giản này 49.000 thôi, cái chân quấy cái áo mà 49.000 thôi. Mấy chị nghĩ 49 với 49 nhiều 98.000 mà mấy chị mua nguyên set này bán mấy chị 89.000, quá trời tuyệt vời, tuyệt vời mấy chị. Như 89 mấy chị, 89 mấy chị ơi.
Hello mấy chị ơi, cái set em đang cầm là 89.000 đó mấy chị yêu. Hello, hello mấy chị ơi. Hello mấy chị yêu. Hi, hello, hello. Hello mọi người ơi. Hello mọi người yêu dấu. Đây cái set này mấy chị. Một cái dễ thương không? Em đang cầm là size 8kg mấy chị, một cái chân quấy. Em bán chung một set thì em bán 80 một set thì bán 89.000 mấy chị, đồ mua rồi thì cái chân quấy 49.000, cái áo 49.000 mấy chị yêu. Set dễ thương không? Nhức mắt. Em nút tên thả cho em trái tim mấy chị yêu. Thả cho trái tim ơi. Chị em vô tương tác cho em buồn ghê mấy chị. Thả cho em nút tên, nút like đi mấy chị yêu. Để em lên mấy cái xài kia để cho chị. Thôi chị kia chứ lỡ. Hello mấy chị yêu ơi. Mua gì ủng hộ em đi mấy chị. Mua gì comment đi lên đi. Comment lên đi em bán ủng hộ mấy chị yêu ơi. Ủng hộ bé đi không mấy chị. Ủng hộ bé đi. Ủng hộ bé đi nè.
đây một bộ đồ mua đen. Em có size 4, size số 4 á. Số 4 là tầm, để em ngồi thẳng để ngồi nghiêng. Số 4 á mấy chị, số 4 là tầm 12-13kg mấy chị. Số 4 là tầm 12-13kg. Số 4 này nè. Đây cái quần dễ thương không? Em có tới size 12 nha. 12 là tầm 30kg mấy chị. 12 là tầm 30kg. Bé nào tròn thì 30kg, còn bé nào mà kiểu mà hơi hơi gầy gầy thì 33kg nha. Đây 129.000 bộ, 139.000 xe nhí, 129 xe đại, 139 mấy chị. Rồi bộ đồ bạn lên mà không đỉnh, không chớp nữa thôi luôn. Bạn vô cái nhấc mắt liền à. 129.000 xe nhí, xe đại 139 mấy chị yêu. Mấy chị nào mà xem like em, mấy chị không có thời gian, mấy chị xem like lại, mấy chị xem like lại, mấy chị ủng hộ em nha. Mấy chị cứ chụp hình màn hình gửi inbox cho em nha. 129, 139. Hello, hello, hello. Cái này em còn một bộ size số 5 với một bộ size số 1 với mấy sổ size số 5 nữa mấy chị. Số 1 là tầm 8kg. Còn một quần ống suông dễ thương ghê không? Đây em còn một bộ số 5 với một bộ số 1 với một bộ số 5 á. Số 1 là tầm 8kg mấy chị. Dễ thương mấy chị. Một cái áo, một cái quần nè. Nó một cái áo, một cái quần gì bạn gì nữa chị, dễ thương ghê chưa? Đây này, một cái áo, một cái quần bạn dễ thương ghê chưa? Em còn một bộ xe số 8. Ô, một bộ xe số 1 với một bộ số 5. Số 1 là 8kg, số 5 là khoảng, cái mẫu này số 5 khoảng chừng 15-16kg mấy chị. Số 5 là 15-16kg. Số 5 là 15-16kg mấy chị. Đây thích comment cho em. Em xả bộ này cho mấy chị. Bộ này em bán 85.000 đó. Bữa nay em còn 2 xe nhí. Bữa nay em còn 2 xe nhí, em xả cho mấy chị bộ này 69.000 đi. 85 hả? Không, 85 thôi chứ. 75.000 mới được mấy chị. 75.000 đi. Bộ này bữa nay em xả cho mấy chị 75. Mà hồi lỡ nói 69 là bán 69 luôn mấy chị ơi. Nói hai ba lời, mình làm chủ shop mà nói hai ba lời kỳ lắm. Mấy chị ha, mà chủ shop mà nói hai ba lời kỳ lắm. Bán 69.000 luôn mấy chị. Em xả cho mấy chị 69.000 luôn nha. Một bộ số 1 và bộ số 5. Số 1 là 8kg, số 5 là tầm 15kg. Số 1 8kg, số 5 tầm 15kg. Mình chủ shop mà. Mình nói phải, mình phải nói ra một là một, đúng mấy chị. Mình mà nói hai lời thừa mấy chị ha. 69.000 nha mấy chị. 89.000. Đây bộ này em còn xây tầm 24kg mấy chị. Bộ này em còn tầm xây 24kg. Em xả cho mấy chị bộ này 79.000. Cái này là hàng Quảng Châu mấy chị. Một quần ống suông, len suông dễ thương lắm. Tầm 22-24kg. Cái bộ này tầm 22-24kg em xả mấy chị 79.000. 79.000. Này là của Quảng Châu á, 79.000. Tầm 22-24kg. Lớn hơn này xây là mấy chị. Bữa hổm chị kia mua 28, bán cho mấy bé như 28kg á. Mà em bán cái này 22-24kg là thoải mái rồi em chị nha. 22-24kg thoải mái nha. 79.000. Quá trời đẹp, quá trời tuyệt vời, quá trời rẻ. Bảy mươi chín ngàn. Để đi giá sale vô đây, lỡ mốt mấy chị có mua với đường. Thôi bán tào lao mấy chị chữ à. Mình không nhớ mấy chị, cái xả rồi mà cứ bán tào lao bán giá bình thường á. Cái gì chữ. Khổ lắm mấy chị ơi. 4 số 5 số 9. Đây bộ này em còn số 4, số 5, số 9 nè mấy chị. Đây một bộ dễ thương không. Số 4 là tầm 12-13. Số 4 là tầm 13kg mấy chị. Số 4 là tầm 13-14kg nha. Thấy thương lắm. Số 4 là tầm 13-14kg nha. Em còn số 4, số 5 với số 9 nha. Số 9 của bộ này là phải 27kg. Số 9 của bộ này khoảng 27kg nha. Phơm này to lắm nha mấy chị. Phơm này to nha. Phơm này to lắm. Số 9 của này phải 27kg. Đây em đang cầm rồi á.
là bộ này số 4 nè, số 4 này tầm 13-14 kg, không phải to lắm, 13-14 kg á. Số 4 này tầm 15 kg luôn á, chứ không 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 qua 4 đâu, tầm 15 kg luôn mấy chị. Như nè, to đùng luôn nè. Em xả bộ này cho mấy chị 79.000 luôn. Mà không bán bộ này 85.000 hay sao? 85 hay 95 gì? 79.000 luôn, xả cho chị bộ này 79.000 luôn. 79.000 mấy chị. Bộ sắc mắt dễ thương. 79.000 luôn. Số nào comment số đó cho em có 4 459 á. 459. Bộ này thì em còn size 67. 67 là tầm 20 kg mấy chị. Số 7 là tầm 22 kg. Em còn 20 bộ 18 bộ 22. Dễ thương mấy chị, 18 bộ 22 mấy chị. Đây. Dễ thương cực kỳ. Bộ 18 bộ 22 mấy chị. Em xả mấy bộ này cho mấy chị 79.000 luôn. 79.000 luôn. Dễ thương lắm. 79.000 mấy chị yêu. 79.000. Mấy này là hàng xả, hàng lẻ sai của em. Bộ này thì em còn số 3, số 6, số 7, số 8. Số 3, số 6, số 7, số 8 mấy chị. Đây số 3 em đang cầm là size số 7 chứ. Bộ em đang cầm là size số 7 mấy chị. Dễ thương không? Số 7 là tầm 22 kg mấy chị. Số 7 là tầm 22 kg nha. Đây tầm 22 kg á. Nói chung là em có từ 24 kg đổ xuống. Em có một bộ 13 kg, một bộ 2. Nói chung là 24 kg đổ xuống em có size nha. Đây, dễ thương lắm. Em xả bộ này cho mấy chị 69.000. Em xả bộ này cho mấy chị 69.000. Trời ơi, bộ gì có 69.000 mấy chị. Nhức nách mấy chị. 69.000. 69.000 mấy chị yêu. Bộ dễ thương lắm, 69.000 thôi. 69.000 mấy chị yêu. Dễ thương không? Cái áo với cái quần coi. Nhưng có 24 kg đổ lại thôi. Cái này là có mấy size lớn lớn là mấy chị khách quý em mà hốt hết luôn á. Mấy chị khách quý em là nuôi con cưng lắm. Con chằn chịa thấy thương lắm. 69.000. Đâu có trần cả. Ủng hộ mấy chị yêu ơi. Ủng hộ bé đi. Ủng hộ bé đi thôi, bé khóc bây giờ nè. Bấm theo dõi trang mới của em đi mấy chiều. Mấy chiều bấm theo dõi trang mới của em đi. Bấm theo dõi trang mới em đi. Nhiều khi nữa em like đâu nó like đâu mấy chị cũng thấy mà. Thank you.
Vô mấy chị ơi, mày vô, mày vô, mày vô. Mấy chị đâu hết rồi, mày vô. Mày vô. Vô mấy chị ơi, vô xem like mấy chị ơi, buồn quá rồi. Đấy, em đăng cái này cho mấy chị, chia sẻ cái này cho mấy chị. Buồn nha mấy trời, mấy chị đi đâu hết rồi. Sao mà buồn dữ tràn, buồn dữ thằng ôm mà tràn. Mới lại có nửa tiếng mà buồn dữ mấy chị. Ngồi đây giống như em ngồi em chờ thời mấy chị. Không biết em chờ thời gì luôn. Chờ sung gụng. Chắc là rồi chờ sung gụng. Hello, 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 hello. Thank you.
đâu mà buồn dữ tròn. Buồn dữ mấy chị. Hello, hello mấy chị ơi, mua gì mấy chị ơi? Ê quá mấy chị, mua gì ủng hộ em mấy chị? Ê quá, bán mới có được có 101 bộ à? Để bật cái like bên đây thử. Vô xem like đi mấy chị yêu. Không xem like, em like bên máy bên này. Năm trăm anh em đâu? Vô xem like đi. Buôn bán mà bữa nay xếp chứ. Mấy chị ha. Đắt ơi chứ. Đắt hoài rồi. Đây là xả đồ quá trời. Trời luôn mấy chị. Nè bộ này em còn số 1 chứ số 5 nè. Số 1 là 8kg, số 5 là khoảng chừng 15-16kg mấy chị. Em bán cho mấy chị 79.000 đây. Bộ này 79.000 quá trời đẹp. Ủa 69, quá trời đẹp. 69.000 quá trời đẹp nha. Quá trời tuyệt vời luôn mấy chị. 69.000 mấy chị. Hốt đi mấy chị. Nay em bán hàng giá rẻ lắm. Này á em lấy đồ ha, tặng gốc tặng xưởng luôn mấy chị, cho nên được giá, giá được lắm nha mấy chị, giá ok lắm nha mấy chị. Em lấy giờ em lấy tặng lóc tặng xưởng luôn á, tặng răng luôn á, lấy mà tặng răng luôn, nên giá ok lắm mấy chị. Có mấy chị nào, mấy chị sĩ nào muốn lấy hàng thì liên hệ với em nha. Chị nào muốn lấy sỉ thì liên hệ với em nha, giá em bảo đảm luôn, giá em là phải ok. Đây vài bữa nữa, bữa thì bữa nữa em rảnh em làm nhóm sỉ Zalo mấy chị. Mấy chị cái gì mấy chị nào có cần sỉ thì mấy chị vô trong cái nhóm đó, mấy chị xem giá cả nha. Mấy chị nào có kiểu có nhu cầu hay vô chứ vô đó không, nhu cầu vô trong đó lấy sỉ. Bên đây hương máy tắt. Nè đi sao à? Rồi bán ế quá vậy em đi xuống em đi đóng, em đóng bill cho em đi đóng hàng cho khách sĩ em mới được. Bán ế quá thôi em đi xuống em đi đi đóng hàng cho khách sĩ em nghe. Bữa nào mời like tiếp với chị ơi. Mời like tiếp với chị nha. Hay mấy chị cần xem gì không em lên cho mấy chị xem. Mấy chị cần xem gì không?
quần gin về quá trời luôn kìa, mấy chị có xem không? Quần gin ngố, quần gin lửng, quần gin tờ lơ thọc mưa hết á, quần gin rồi quần thun đồ về quá trời luôn mấy chị. Mấy chị cần cái thể loại gì mấy chị nói em đi, em lên cho. Giờ quần gin đồ về, áo thun, quần gin rồi quần thun đồ về nhiều lắm. Mấy chị cần gì lên gì em mới biết rồi em lên cho mấy chị. Mấy chị lên cần lên gì em lên cho mấy chị xem. Ưng này mấy chị ủng hộ em cổ mừng thôi à, có ép đâu à. Có khi nào em ép mấy chị yêu đâu à. Ôi, buồn ngủ. Sao mà buồn ngủ vậy trời. Ấy buồn ngủ luôn mấy chị. Hôm tắt like mấy chị ha. Tắt like mấy chị. Like nãy chưa được tiếng luôn mấy chị. Buồn ghê á. Buồn như con chuồn chuồn. Buồn như con chuồn chuồn. Mấy chị nhận đồ của em chưa? Mấy chị có nhận đồ của em chưa? Giờ lên gì nè, giờ lên gì ủng hộ em đi mấy chị yêu. Mấy chị nào mà nhận hàng của em rồi có vấn đề gì cứ inbox thẳng trực tiếp cho em nha. Đừng có ngại hay đừng có gì hết đó, cứ nhắn trực tiếp cho em. Em xử lý hết cho. Mọi vấn đề, mọi thắc mắc em xử lý hết. Đừng ngại rồi bỏ em buồn à. Bữa nay về hàng nhiều quá trời luôn, mấy chị ủng hộ em chứ. Đây cái mẫu này à. Hello mấy chị. Mấy chị giờ mấy chị cần lên gì mấy chị comment em lên mấy chị yêu. Ai dạ. Em đang mấy bộ đồ bộ đẹp đẹp cho mấy chị ngon. Mấy đồ bộ đẹp đẹp dễ thương nha. Đây lên mấy bộ đồ đẹp 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 dễ thương nè mấy chị. Em còn bộ này xe ếch nè mấy chị. Xe ếch đó. Sao cái này nó cứ nghiêng qua đây hoài ta. Máy này nó bị gì vậy. Một bộ bánh pizza nè mấy chị. Một bánh pizza là nhìn dễ thương không. Cái này là xe ếch nè mấy chị. Đây xe ếch này là tầm khoảng 35-37kg nha. Xe ếch này tầm 35-37kg á. Cáo này bộ đồ này có chiều ngang lắm luôn á. Đây tầm 35-35kg á. Đây dễ thương không, xe ếch là tầm 35-37kg. Dễ thương lắm. 99.000 mấy chị. 99.000. Em có ếch ML. Ếch ML này là bộ này là tầm 35kg nè. Anh L khoảng chừng 37kg. Em M 37kg. Anh L khoảng 40kg. 40kg luôn 2kg. Bộ đồ này mấy chị gờ vô. Em bảo đảm mấy chị mịn, mấy chị mê luôn. Bộ đồ đẹp dữ lắm luôn á. Mà sát nách nữa. Bạn ví dụ như mình trời nắng gì đâu mà sát nách cũng dễ chịu mấy chị. 99.000 thích thì comment cho em bánh pizza nha. Cái bộ này có bánh pizza á. Comment cho em bánh. Comment cho em bánh gì kêu.
bánh nha. Cái bộ này dễ thương lắm, đẹp lắm á. Bộ vải mịn lắm, mịn chân à. Đây, bộ này thì em còn ít L, 1 ít, 2 ít. Mẹ nào khoảng chừng 55kg thì mang chúng bé luôn. Đây, xe ếch nè. Xe này tầm 35-37kg á, sắc nách. Mấy chị thấy bự đẹp không? Bự nữa. 99.000, bộ này 99.000 mấy chị không? 99.000 cái quần này dễ cưng không? Cái quần này bạn vô bao cưng luôn á chị. Bao lạ luôn á, bao đụng hàng luôn á. Bao lạ, bao đụng hàng luôn nha. Cái bộ đồ này bạn vô bao lạ, bao đụng hàng luôn á. Em bao mấy chị lạ, bao mấy chị đụng hàng luôn. 99.000. Thích là comment cho em cam. Cam nha. Em bao mấy chị đụng hàng luôn, mấy chị bận mấy bộ đồ này. Mấy chị không có đụng hàng với ai ở sớm mấy chị đâu. 99.000 cam. Thích comment cho em cam 99.000. Cam 99. Cam 99 mấy chị yêu. Cam 99. Bộ này thì em còn xem M thôi. M này tầm M này tầm 40kg mấy chị. 40kg. Cái màu đẹp quá. Màu xanh ngọc đẹp quá. Tầm 37-40kg mấy chị. M 37-40kg á. 109.000, bộ này 109.000 mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Đẹp nhất cái đất luôn. Đẹp nhúc nhích cái đất luôn. Mấy này xe cồ không? Mấy này xe cồ không mấy chị? Xe cồ mà mấy bé nào mà trời hơi như gì tròn tròn mấy chị. Nên bạn mấy xe cồ này mấy bé thoải mái nè. Ví dụ như em á, em bán với chị, mấy chị nói gì mấy chị cứ nhắn tin cho em nha. Hàng tặng cũng vậy, hàng em tặng cho mấy chị cũng vậy. Nếu mấy chị không vừa mấy chị đổi em nha, chứ không phải mà tặng rồi thì muốn tặng gì tặng. Tặng người ta không bận cũng phải tặng, cũng bắt người ta lấy không được nha. Tặng nhưng mà mấy chị bận được mới tặng. Còn tặng mấy chị bận được thì công em tặng phí rồi, đúng không? Bận không vừa cứ nói em đổi bộ khác đi chị. Đồ tặng cũng được quyền đổi nha, chứ không phải bộ tặng không được quyền đổi nha. Đồ tặng cũng đổi được luôn. Bạn không vừa thì cứ đổi vậy thôi, chứ bạn không vừa ép với chị bạn sao được, đúng chưa mấy chị? Không vừa sao ép bạn được. Em bạn đồ em bạn không vừa em cũng không bạn được, lấy đâu ép với chị bạn sao được. Không vừa cứ đổi lại cho em. Ok. Ok cũng dễ. Không vừa cứ đổi cho em sao hết. Thôi em tắt cái like luôn mấy chị ơi. Bữa khác mấy chị ủng hộ em ha. Bữa khác lại ủng hộ em mấy chị yêu ha. Em bye mấy chị nha. Mấy chị nào có xem like em thì mấy chị xem like lại, mấy chị chụp hình màn hình gửi cho em inbox cho em nha. Bye mấy chị, chúc mấy chị một ngày tốt lành. Chúc mấy chị một buổi tối ngủ ngon. Bye mấy chị.